Dương Minh Tuyền kêu gọi Huấn Hoa Hồng và Hoàng Tử Gió bình tĩnh. Mối nhân duyên giữa Dương Minh Tuyền và hai người này đều khá đặc biệt. Nếu như Hoàng Tử Gió mới đây cũng mới quen biết Dương Minh Tuyền thì Huấn Hoa Hồng lại khác. Dương Minh Tuyền và Huấn Hoa Hồng đã cùng trải qua mọi dư vị đắng cay, thăng trầm của cuộc đời. Họ bắt đầu là những người bạn tốt cho tới khi xảy ra cái vã kịch liệt trên mạng xã hội. Thậm chí có những clip hẹn gặp nhau cách đây vài năm. Thế nhưng trải qua thời gian, cả Huấn Hoa Hồng và Dương Minh Tuyền đều nhận ra bản chất tốt đẹp của nhau, hiểu ra những điều trong quá khứ đều là sự hiểu lầm. Và đặc biệt họ đều giao du với đại ca Dũng Trọc và khá bảnh, thế nên dĩ hòa vi quý và bỏ qua cho nhau. Đó chính là cách tốt đẹp nhất cho cả hai. Những hiểu lầm nhỏ nhặt ấy không lớn bằng tình anh em mà họ đã mất nhiều thời gian xây dựng trong quá khứ. Sau cơn giông bão, họ càng thêm quý trọng và cẩn thận trong những phát ngôn về nhau hơn. Trước những lời qua tiếng lại trên mạng xã hội của Hoàng Tử Gió và Huấn Hoa Hồng, với tư cách là bạn thân của cả hai, Dương Minh Tuyền đã có những lời trải lòng gửi tới hai người bạn. Trên mạng xã hội, Dương Minh Tuyền viết: "Dĩ hòa vi quý đi Gió và Huấn ơi, mình nhịn nhau tí, cứ để bọn nó cho lên bàn cân làm gì." Phía dưới là bình luận đồng quan điểm của cộng đồng mạng, đặc biệt là có sự góp mặt của Thái Can Vin, Linh Duyên và Tùng Vàng Luxury. Trong phần bình luận, Thái Can Vin viết: "Cuộc sống bây giờ thằng nào động đến đồng tiền bát gạo và gia đình mới phải phập, chứ ganh đua gì ba câu nói trên mạng. Bỏ qua mọi thứ và ngồi với nhau, có khi anh em lại là bạn tốt của nhau." Dương Minh Tuyền trong thời gian gần đây đã từ bỏ việc lên mạng xã hội để phân bua các chủ đề giang hồ. Anh bận rộn cùng vợ tập trung vào quản lý một loạt nhà hàng vốn đang quá tải trong dịp cuối năm. Đây là lần hiếm hoi Dương Minh Tuyền lên mạng. Vì đây là hai người bạn, người em cực kỳ quan trọng với Dương Minh Tuyền, anh không muốn nhìn thấy cảnh những người thân thiết của anh chia rẽ chỉ vì những câu chuyện không đáng như vậy.